Thôi làm vài game nữa nghỉ thôi. Hẹn anh em vào... Ôi, Viper này. Viper. À, Ladder. Thay đổi cái tên title ấy nhỉ. Không ngờ hôm nay Viper đánh. Ok, Viper guys. What a real name. My a real name. Đợi Viper vậy. Let's go Viper. Fan lại gặp thần tượng cái này. BM là bị cút tay luôn. My god, BM. I cannot because sometimes I change to play hit check, but I don't know why I play really bad. Thủ ấy cho Dragon với lại Dragon phải 8-9 daily mới được, tại vì là nó không có building. Chứ nếu mà các bạn có building, bạn chỉ cần cắm một cái building là xong. Building độ khoảng 4 daily, cái Goblin Cake là xong luôn. Cộng với một tornado tầm độ khoảng 7 daily. 4 cộng 3 là 7. Thằng này các bạn không có building, các bạn thủ khó lắm. Chúng mình thấy rồi. Mình chơi vài hôm mình nhận ra là đấy khó thực sự luôn.
các bạn không biết là các bạn sẽ thủ bên nào nữa cơ, hay là các bạn nên bỏ turn nào nữa. Nhiều khi các bạn phải bỏ một turn nào với xong rồi các bạn đến dồn Ellie để thủ cái turn tiếp theo. Chứ nếu mà các bạn cứ chăm chăm để thủ bên này con nào cũng thủ thì các bạn sẽ thua, thì các bạn sẽ rất dễ bị thụt Ellie. Hơn nữa cái deck này thì các bạn chỉ thủ một bên thôi, thủ hai bên thì các bạn thường lấy ví dụ thủ balloon hay là thủ đấy còn thủ được. Thì nếu mà một bên là nó dã cho hai con Rider Giant hai bên thì các bạn sức mặt. Chiều nay mình có up một cái clip của Terry, nhưng mà không hiểu sao YouTube nó bị lỗi, thế là nó cứ đứng ở chỗ 240. Yeah, a nation language speak. Actually, you know, my speaking like a little really bad. Đúng rồi, bên kia là trầu thẻ còn lại. Tất tay. Người ta gọi là tất tay đấy, thả lock này. Rocket time, rocket time, rocket time. Ok, rocket time. Đúng không, các bạn thấy cái phương ta thân mà rocket quyết đoán không? Quay rất nhanh. Có kinh nghiệm này. Không là các bạn trong cái thân vừa rồi thôi nghỉ thôi anh em. Thanks for watching guys. And enjoy some Viper gameplay. Hello Minh Khôi, vào muộn đấy nhỉ? I'm gonna play. No, I'm lucky, lucky. Enjoy Viper. Next time, upload some Mega Knight player. Okay, sure. Mega Knight Ram Rider. We need a lock. We need a lock. Lock. But Lock Rider is cute. The five moon. Holy shit. Executioner. Okay, fine. Rocket time. Một hai trận hot 3.0, bạn tự được. Nhưng mà đợi xem Viper đã. Hay là để hôm sau nhỉ? Wizards, not sure. If you're playing a middle ladder, Wizards and Mega Knight, good. Hey guys, I will stop live stream in 10 minutes. Thanks for watching today. And see you on next live stream. ICP Riz, Kitten. Oh, way. He's playing great jabs. Great job, great job. Muscati and Zion, great job. Bowler. Rockets Bowler. Yeah, exactly. Rockets Bowler.
Just idea. Oh wait, one key. This should come to tornado. No, not enough. This time. Yeah, exactly. I know. He's playing a great job. The last guy, Arrow and Snowball. And, oh, Arrow Oli. And great Arrow Snowball and great job for sure. Con này Wick đỡ khó chịu hơn tại vì các bạn biết là Death chết rồi thì nó không có bát nữa. Nhưng mà các bạn biết là khi mà này Wick mà không sinh ra bát nữa khi mà chết ấy, thì các bạn có một điều các bạn không biết như thế nào không? Các bạn sẽ không active King Tower. Khi mình một điều mình nhận ra là ngày xưa cái khi mà mình thường là để một con này Wick đi một bên tiến vào trụ, sau đó mình active King Tower bằng này Wick được. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ các bạn không thể luôn. Rocket quả chí mạng vậy. Executioner đâu? We need lock. Tornado thì hợp lý hơn. School and my white coworker. No, I'm. Oh, nicer. Oh, không, chưa nghĩ được thua đâu. Executioner, Hawk Rider, Kami. Đánh trụ thứ hai rồi. Snowball. The last guy. And it's last snowball. Okay. Three ground. Nó xua. Three ground. You kidding me? Nine lock and nine tornado and Hawk Rider. Holy shit, đọc bài hay quá. Take a bow. Một pha lộ được dòng kích khủng. Đọc bài kinh chưa? Bad of the best, bad of the bad, bad of the bad.